Cậu biết tình thế của mình rồi chứ? Tình thế gì ạ? Nếu chuyện này lộ ra, tôi sẽ bị kết án là kẻ che giấu tội phạm. Còn cậu chắc chắn sẽ bị lên bàn tiêm thuốc. Chú muốn gì ở cháu? Chú nói thẳng ra đi ạ. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Tôi tin là cậu sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Bố, anh. Em à, đến sớm đấy. Để em cắt cho. Con cất giúp bố nhá. Để anh cầm cho. Thôi, con đã nhìn thấy bây giờ. Nhìn thấy thì sao? Ôi. Không thôi. Một cái thôi. Thôi anh đi tắm đã. Một cái thôi, vào mã được. Điều chế theo công thức đã khó, nhưng cải tiến công thức còn khó hơn. Thậm chí trong một số trường hợp, cải tạo công thức còn khó hơn là tạo ra công thức ban đầu. Trong một số trường hợp ấy ạ, chính là thứ nước khoáng này rồi còn gì chú? Tôi chỉ ví dụ thế thôi, chứ ai mà biết được cái thứ nước ấy nó chế tạo ra sao. Chi tiết này của chú cũng quan trọng, cháu sẽ ghi lại. Nhưng còn từ năm 2011 đến năm 2015, 4 năm, không có bất kỳ một vụ sốc thuốc nào xảy ra cả. Sau đó lại tiếp tục với tần suất đều đặn. Có thể là giai đoạn nghiên cứu. Hoặc là ngừng kinh doanh. Thế nhưng mà tại sao lại ngừng kinh doanh? Có nhiều lý do. Bị đánh động này, hệ thống phân phối bị trục trặc, hay chỉ đơn thuần là định bỏ nghề, sau đó quay lại. Hoặc là vì một lý do nào đó, không thể tiếp tục điều chế nước khoáng được. Có thể là do thiếu vật tư này, thiếu tiền chất, hoặc các thiết bị chuyên dụng khác. Tôi nghĩ là không. Tại sao chú lại nghĩ vậy ạ? Không vì sao cả.